Tiếp tục thông tin về hai vụ ngộ độc thực phẩm sau khi đi dự tiệc cưới ở huyện Buôn Đôn và Krông Búc. Trong đợt kiểm tra mới đây, các ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắc đã yêu cầu hai cơ sở kinh doanh thực phẩm tạm ngừng sản xuất, chế biến kinh doanh cho đến khi có kết quả xử lý cuối cùng của vụ việc. Đại diện Tri Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm tra đột xuất các cơ sở tổ chức phục vụ tiệc cưới nghi để xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Buôn Đôn và Crong Búc, khiến hơn 300 người phải nhập viện điều trị. Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện cả hai cơ sở tổ chức tiệc cưới là Gia tránh Văn On, thị trấn Quảng Phú, huyện Trương Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắc và cơ sở Gia tránh Diệu Phú, thị trấn e Bốc, huyện Trương Mờ Ga đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thực phẩm dùng để phục vụ các đám cưới. Hai cơ sở này đều thiếu nhiều hồ sơ trong sản xuất kinh doanh như không có hợp đồng cung cấp nguyên liệu, không có hóa đơn chứng từ để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đoàn kiểm tra cũng đã lấy 6 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và 11 mẫu thực phẩm từ các cơ sở tổ chức tiệc cưới trên để gửi đi kiểm nghiệm, sớm làm rõ nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc tập thể.